Android 12 cuối cùng đã có mặt và bạn có thể tải xuống trên các điện thoại Google Pixel cũ như Pixel 3, trong khi Pixel 6 và Pixel 6 Pro mới sẽ xuất xưởng. Đó là một bản cập nhật khá lớn, ít nhất là dành cho chủ sở hữu Pixel, cung cấp rất nhiều thứ, từ ngôn ngữ thiết kế được làm mới đến các tùy chọn chủ đề Material U cho đến trung tâm bảo mật. Đương nhiên, bạn có thể tự hỏi khi nào bạn có thể nhúng tay vào nó. Câu trả lời, nó phụ thuộc vào những gì bạn có điện thoại. Google đã đưa ra một lịch trình phát hành Android 12 cùng với việc công bố hệ điều hành này. Mặc dù chúng tôi có một số ý tưởng về những chiếc điện thoại nào sẽ nhận được Android 12 và khi nào, nhưng không có gì được đặt ra. Điện thoại nào sẽ nhận được Android 12? Tất cả các thiết bị Pixel trở lại Pixel 3 sẽ nhận được Android 12 vào ngày ra mắt cùng với một số đối tác Android One. Đối với Android 11, Sony, OnePlus và Xiaomi đều tham gia thử nghiệm và nhận bản phát hành cuối cùng khi nó có sẵn hoặc rất nhanh sau đó. OnePlus cũng làm rõ rằng mặc dù hợp nhất cơ sở mã với Oppo, họ vẫn có kế hoạch phát hành Oxygen OS 12 ngay sau khi ra mắt Android 12. Người ta cũng đã xác nhận rằng điện thoại Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo và Xiaomi sẽ nhận được Android 12 vào cuối năm nay, mặc dù các bản phát hành riêng lẻ sẽ tùy thuộc vào từng nhà sản xuất. Cuối cùng, tất cả các điện thoại Android cao cấp và hầu hết các điện thoại tầm trung trong năm qua hoặc lâu hơn sẽ nhận được Android 12, nhưng có thể mất một lúc. Sau cùng, hãy nhìn vào dòng Galaxy S20. Chỉ có Android 11 bắt đầu từ tháng 1, mặc dù Google đã hoàn thiện hệ điều hành vào tháng 9. Việc nhận được bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo sau khi được Google phát hành là điều khá phổ biến đối với ngay cả các điện thoại hàng đầu. Đây đã là một vấn đề lâu dài với các bản phát hành Android, mặc dù nó chắc chắn đã trở nên tốt hơn theo thời gian. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!